Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5 giờ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại sau khi giảm mạnh vào ngày đầu tiên của nờ á 2024. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 68.200 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là 68.400 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá cao với 68.300 đồng mỗi kg. Tại tỉnh đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 68.400 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 67.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 31 tháng 12 tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất ở huyện Cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức 68.400 đồng mỗi kg, còn tại huyện Y A Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 68.500 đồng kg. Trong năm, giá cà phê Arabica đã tích lũy giá trị giảm 26,57%, trong khi giá cà phê Robusta ngược lại đã tích lũy giá trị tăng 19% do mối lo thiếu hụt nguồn cung. Hai sàn cà phê kỳ hạn đã rớt thảm. Bất chấp dự báo thời tiết có thể có nắng nóng và mưa nhiều trong quý 1 2004 tại bang Minas Gerais, bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất của Brazil với kỳ vọng sẽ đạt sản lượng kỷ lục của một năm được mùa theo chu kỳ 2 năm 1. Giá tiêu hôm nay mùng 2 tháng 1, thị trường lặng sóng, cao nhất 81.500 đồng/kg. Theo khảo sát, giá tiêu tại các địa phương trong nước đang dao động trong khoảng 80.000 đến 81.500 đồng/kg trong đó mức giá được ghi nhận tại hai tỉnh Gia Lai, Đồng Nai là 80.000 đồng kg, kế đến là tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với mức giá 80.500 đồng kg. Tương tự giá tiêu hôm nay tại ba tỉnh Đắk Lắng, Đáng Nông và Bình Phước đi ngang tại mức tương ứng là 81.500 đồng kg. Theo đó, tại thị trường Việt Nam, hoạt động thu hoạch sớm sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12, trong khi thu hoạch ở hầu hết các khu vực sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024. Điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi, nhưng tại nhiều nơi ở Tây Nguyên, nông dân đã tăng cường trồng các loại cây trồng xen kẽ như cà phê và các loại cây ăn quả như sầu riêng, bơ, điều này sẽ ảnh hưởng đến diện tích tiêu trong tương lai, ước tính tổng sản lượng hồ tiêu của Việt Nam sẽ giảm nhẹ khoảng 2 đến 5% trong vụ tới. Song song đó, tình trạng mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều vùng phía Nam Brazil trong tháng 11, trong khi các khu vực phía Bắc khô hạn bất thường do El Niño lưu vực sông Amazon ở mức thấp nhất trong hơn 100 năm tại Brazil. Enino thường gây mưa lớn ở miền Nam, hạn hán ở miền Bắc và lượng mưa không đồng đều ở khu vực trung tâm phía Tây.